Kính thưa quý vị và các bạn, kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện như thế này. Tôi có một cái chị khách hàng thì gần như là trong cái quá trình mà tôi cũng đã tư vấn cho chị một lần và chị đến với văn phòng cũng một lần nữa, và tôi đã nhận ra ngay chị từ vài phút đầu tiên sau khi lời chị kể. Chị bảo rằng là luật sư bây giờ có một cái nhược điểm. Nhược điểm là sao luật sư nói đất không? Luật sư không nói nhà. Và tôi nói được rồi, thật ra cái việc mà đưa cái thông điệp quan trọng là chúng ta đưa cái thông điệp đến cho chương trình dân ta phải biết luật ta. Còn tôi cho rằng cái cơ sở pháp lý, cái phương án để giải quyết một cái quyền sử dụng đất, nhà thì vẫn giống nhau thôi. Và lại thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái câu chuyện hơn 500 video trên chương trình dân ta phải biết luật ta là những cái câu chuyện mà văn phòng có được trong thực tế. Thôi thì cũng theo lời chị, tôi sẽ nói với quý vị và các bạn một cái video có tên là Hợp thức hóa nhà không có cơ sở, không có chứng cứ. Thưa quý vị và các bạn, hợp thức hóa nhà không có cơ sở, không có chứng cứ là một cái câu chuyện mà tôi cũng muốn đưa cho quý vị và các bạn. Đúng theo chính xác lời chị nói, đây là căn nhà đây. Vị khách hàng của tôi điện thoại, chị ơi nhà em đang ở mà. Cái ông Nga, ông hợp thức hóa. Tôi nói ủa sao kỳ vậy? Sao nhà mình không hợp thức hóa mà để cho người ta hợp thức hóa? Thì anh bảo rằng tôi em không biết nữa, sao tự nhiên lại có một cái công văn của phòng quản lý đô thị. Công văn nói là xác nhận coi nhà xây năm nào, xác nhận như nhà có tranh chấp hay không. Nếu trong trường hợp có tranh chấp thì điện thoại alo về số điện thoại 246357 gì đó. Tôi bảo ủa sao kỳ vậy? Thì cũng nguồn gốc nào là của ai? Thì nói ra mới có một cái câu chuyện như thế này quý vị và các bạn. Nguồn gốc căn nhà thì bà ngoại của anh quản lý sử dụng từ sau năm 1975. Thì các bạn biết rồi, trước năm 1975 thì nhà chưa có giấy tờ. Và những người lớn tuổi thì họ có cái lý do của họ. Họ có đăng ký kê khai. Và các bạn biết rồi, từ sau năm 1975 cho đến thời điểm hiện tại thì có, nếu lại tại thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái đợt đăng ký kê khai. Và anh cũng đã đưa cho tôi xem những đợt đăng ký kê khai. Thứ nhất là đăng ký kê khai tờ khai năm 1977. Thứ hai là đăng ký kê khai theo chỉ thị 299 khoảng năm 82-85. Cái thứ ba là đăng ký kê khai theo chỉ thị 02 vào khoảng năm 95 đến năm 99. Thì tùy theo 24 quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh thì tùy theo cái việc nhanh chậm. Và đăng ký kê khai năm 2004. Và trong cái quá trình đi trích lục cái hồ sơ đó quý vị và các bạn, thì tôi đã hoàn tất. Theo quy định thì nếu trong trường hợp một người nào đó quản lý sử dụng, đăng ký kê khai thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì trong cái quá trình mà phát hiện ra cái việc mà một cái người khác hợp thức hóa giấy tờ của mình, thì tôi đã gửi đến phòng quản lý đô thị cho rằng là cái nhà này là nhà của vị khách hàng tôi đang quản lý sử dụng, mà quản lý sử dụng có đăng ký kê khai, và những cái đợt đăng ký kê khai đó đã được trích lục ra bằng một cái cơ sở rất là vững chắc. Lúc đó thì mới biết là một người cháu đã hợp thức hóa cái căn nhà này. Sẵn tiện thì tôi cũng xin giải thích cái từ hợp thức hóa là gì. Ví dụ như bây giờ mình có một miếng đất 100m, tuy nhiên rằng là đất này chưa có sổ, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa có sổ hồng, sổ đỏ gì đó, thì cái việc mà mình làm đơn, mình xin cấp giấy thì gọi là hợp thức hóa lần đầu các bạn ạ. Hợp thức hóa thì cái người cháu đã làm hợp thức hóa, mà trong cái đơn hợp thức hóa thì người cháu đã lấy một cái tờ giấy
một cái tờ giấy mà không biết đúng sai, nhưng mà cái tờ giấy được chế độ cũ trước năm 1975, và tờ giấy đã bị cạo sửa rất là nhiều. Thì trong một cái góc nhìn nào đó thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn thừa nhận cái tính pháp lý của những cái giấy tờ của chế độ cũ. Tuy nhiên còn phải có nhiều yếu tố khác nữa, chứ không phải là giấy tờ của chế độ cũ mà mình không quản lý sử dụng, không đăng ký kê khai thì mình được cấp giấy đâu. Thưa quý vị và các bạn, và cũng trả lời cho chị khách hàng của tôi, hôm nay tôi sẽ cho chị biết cái kiến thức về nhà mà trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, để chị cho rằng là kiến thức về đất và kiến thức về nhà đều giống nhau. Chỉ có điều khi mà khác nhau ở một chút xíu thôi, là khi kiến thức về đất thì cái việc mà đăng ký hoàn tất cái chủ quyền ở cái thời điểm nào, còn cái mà mua bán nhà thì hoàn tất từ thời điểm nào, nó khác chút xíu ngay chỗ đó về quy định thôi. Còn lại về chứng cứ giải quyết tranh chấp cơ sở pháp lý nguồn gốc đất, cả đất và cả nhà đều giống nhau hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một thời gian dài. Nói thật quý vị và các bạn, có nhiều khi có ngày làm biếng lắm, lười lắm, mệt trong cái con người mình mà. Nhưng mà từ những cái động lực, và tôi cũng giống như một con ong chăm chỉ, tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi nào có liên quan tới gia đình mình, có liên quan thiết thực, và cảm thấy quyền và lợi ích của hợp pháp của mình bị thiệt hại, thì chúng ta có thể gửi cái đường link hoặc gửi một số cái câu hỏi, thì luật sư sẽ mã hóa thông tin và trả lời quý vị và các bạn. Một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Xin trân trọng cảm ơn.